Chúng ta hãy để Billy làm những gì cô bé muốn. Và nếu Billy cần tôi sẽ giúp hết mình. Tôi muốn bảo vệ Billy. Tôi không muốn em ấy phải trải qua những gì mà tôi đã từng vấp ngã. Tôi không bao giờ muốn điều này xảy ra với bất cứ ai cả. Nếu Billy cần tới tôi sẽ giúp đỡ. Vâng, đó là những lời tâm sự tận đáy lòng mà Justin Bieber vừa khóc vừa nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2020. Điều gì đã khiến nam ca sĩ xúc động đến như thế? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Justin Bieber, Diddy đi, móng vuốt ma quỷ và bí mật phía sau ngành công nghiệp âm nhạc tỷ đô. Billie Eilish là ai? Đó là một nghệ sĩ trẻ. Năm 2019, Billie đã từng tạo nên cơn địa chấn trong làng nhạc khi ôm về 4 tượng vàng Grammy ở tuổi 18. Thành công đến sớm kéo theo không ít rắc rối bủa vây. Vì đã chứng kiến và bản thân cũng đã từng trải qua nhiều thực tế kinh hoàng khi chưa đủ tuổi thành niên, Justin Bieber đã có nhiều vấn đề tâm lý suy sụp trong những năm qua. Khi đã thành danh, Justin Bieber rất mạnh mẽ trong việc gửi thông điệp bảo vệ các nghệ sĩ trẻ. Vào thời điểm đó, các fan nhạc chỉ nghĩ đây là sự yêu quý mà Justin Bieber dành cho đàn em. Chứ kể, Billie Eilish còn là một fan trung thành của Justin từ nhỏ. Nhưng khi vụ việc của nam rapper Diddy bị phơi bày, người ta mới hiểu thấu lý do tại sao Justin Bieber vừa khóc vừa nói muốn bảo vệ Billie Eilish khỏi người xấu. Có lẽ hơn ai hết, Justin Bieber là người hiểu rõ giới giải trí phức tạp như thế nào. Billie Eilish là một tài năng nhỏ tuổi, sẽ không tránh khỏi việc bị các thế lực dòm ngó. Đứng trước điều này, Justin không ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảnh tỉnh đàn em tránh khỏi những vấn đề không đáng có. Bởi vì hội kính quyền lực Illuminati luôn nhắm đến những tài năng trẻ, sẽ có rất nhiều cám dỗ khiến người đó tự dâng mình cho quỷ dữ nếu không đủ tỉnh táo. Quay trở lại với sự kiện chấn động thế giới vào giữa tháng 9 vừa qua, là ông trùm ngành giải trí nam rapper Diddy có mối quan hệ mật thiết với nhiều ngôi sao hạng A và nâng đỡ không ít tài năng trẻ đã bị bắt. Trong số đó, Justin Bieber là người được chú ý nhất đến thời điểm hiện tại. Gặp gỡ, hợp tác với Diddy từ những năm 14-15 tuổi, dân tình đang lo ngại về việc Justin Bieber chính là nạn nhân bị nam rapper 54 tuổi lạm dụng. Hàng loạt sản phẩm âm nhạc của Justin Bieber bị đào bới. Công chúng khẳng định rằng Justin đã liên tục gửi lời cầu cứu, ám chỉ đường dây thác loạn của Diddy thông qua những sản phẩm âm nhạc. Và dưới đế chế kinh doanh của mình, nam rapper Diddy thường dụ dỗ các nghệ sĩ trẻ tham gia các buổi tiệc trắng thác loạn, được gọi là các bữa tiệc freak-offs. Từ đây, ông trùm làng nhạc sử dụng video quay lén để gây sức ép, buộc nạn nhân phải giữ im lặng và tiếp tục chấp nhận việc bị lạm dụng. Tội ác của nam rapper Diddy đã diễn ra trong nhiều năm. Càng đáng lên án hơn khi biết các nạn nhân rất nhiều người là trẻ vị thành niên. Bản cáo trạng dài 14 trang của Diddy đã bóc trần mặt tối phía sau hào quang của Hollywood, nơi mà cạm bẫy luôn chực chờ những người ôm ước mơ nổi tiếng. Từng suýt bị lộ chuyện trên sóng truyền hình. Trong chương trình trò chuyện đêm khuya năm 2011, ông trùm âm nhạc tài tiếng Diddy đã xuất hiện cùng Justin Bieber, khi đó nam ca sĩ gốc Canada mới có 16 tuổi. Họ đã nói về mối quan hệ thân thiết với người dẫn chương trình Jimmy Kimmel vào thời điểm đó. Lúc đó, ông trùm Diddy cũng đang vướng phải một số vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Diddy giải thích rằng ngành công nghiệp âm nhạc là một đại gia đình mạnh mẽ và nhiều người, bao gồm cả anh ta, đều rất muốn bảo bọc Justin Bieber để bảo vệ cậu ấy vì cậu ấy là một người tốt. Diddy tiếp tục ca ngợi giọng ca của Somebody to Love như sau. Bên cạnh tài năng, cậu ấy còn là một trong những đứa trẻ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Justin Bieber cảm ơn Diddy vì những phát biểu của anh trong khi khán giả vỗ tay suốt phân đoạn này. MC Kimmel vừa hay lúc đó đề xuất rằng có lẽ Diddy nên mua cho Justin Bieber một chiếc ô tô như cách mà anh ta đã làm với con trai của mình. Lời nói vừa dứt, theo phản xạ, Justin Bieber liền nói: anh ấy hứa tặng tôi một chiếc Lamborghini nhưng tôi vẫn chưa có được. Câu nói nằm ngoài kịch bản này khiến Diddy phải nhìn sang một bên tỏ vẻ khó chịu, sau đó đã nhanh chóng chữa cháy rằng Justin đã lái chiếc Lamborghini trong 1-2 ngày. Dường như đang ám chỉ đến thời điểm hai người đã dành 48 giờ để ở cùng nhau. Diddy nói thêm, cậu ấy biết rõ hơn là không nên nói nhiều về những điều đã từng làm với anh cả trên truyền hình quốc gia.
không phải mọi chuyện đều kể cho tất cả mọi người. Vào thời điểm hoàng kim của Justin Bieber, Diddy cũng đã từng tuyên bố với giới truyền thông rằng chúng tôi không thể tiết lộ thường tụ tập ở đâu và làm gì, nhưng chắc chắn đó là giấc mơ của một đứa trẻ 15 tuổi. Đó hẳn là một cơn ác mộng đối với Justin Bieber khi nhắc đến. Nhưng không phải chỉ có nam ca sĩ là nạn nhân, mà còn rất nhiều những cái tên khác sẽ được nêu lên trong tương lai gần. Còn một điều nữa, cho dù là Diddy, Justin Bieber hay tất cả những người nghệ sĩ có ham muốn hào quang, thì đối với thế lực đen tối Illuminati thì họ đều là con mồi, là nạn nhân của dục vọng kim tiền, danh vọng. Còn có một bí mật nữa mà nhiều người có lẽ sẽ phải nổi da gà khi biết đến. Công nghệ nhân bản người. Câu chuyện bắt đầu khi Donald Marshall tuyên bố về công nghệ nhân bản người trên tờ Stimit. Những gì anh kể có liên quan đến chính phủ ngầm. Đây là một đề tài khá bí ẩn và nhạy cảm. Câu chuyện của Marshall rất khó tin. Nhưng với những tuyên bố công khai của những nghệ sĩ và khoa học gia nổi tiếng, cùng với một vài nhân chứng rất rõ ràng, tất cả cho thấy câu chuyện mà Marshall kể hoàn toàn có căn cứ. Donald Marshall là ai? Anh ấy là một người tố giác Illuminati. Anh cũng thừa nhận rằng chính bản thân đã bị nhân bản. Có thể bạn chưa bao giờ nghe về Donald Marshall, và nếu những gì anh ta kể là thật, thì có thể nó sẽ thay đổi cái nhìn của mọi người về nền âm nhạc ngày nay. Sau khi kiểm tra tính chân thật của sự việc, tác giả của bài viết trên tờ Stimit đã kết luận Marshall dường như đang kể sự thật. Nó liên quan đến rất nhiều các căn cứ sâu bên dưới lòng đất của chính phủ ngầm. Marshall chia sẻ, anh đã bị cha mẹ của mình bán cho Illuminati từ lúc còn rất bé. Nó được xem như là một điều kiện để họ trở thành thành viên của Illuminati. Cuối năm 2011, Marshall đã công bố bài viết và trần những tội ác mà chính anh đã chứng kiến và từng trải qua. Illuminati là một tổ chức chống lại loài người với những hoạt động diễn ra về đêm ở các căn cứ quân sự ngầm bên dưới lòng đất có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Có lẽ chúng ta đều biết căn cứ quân sự Ducey ở New Mexico. Theo Wikipedia, tại vị trí cách 2 dặm bên dưới Archuleta Mesa ở khu tư nhân Chicarilla Apache Indian gần Ducey, bang New Mexico, có một căn cứ bí mật được bảo vệ thận trọng nhất thế giới. Đây là nơi có phòng nghiên cứu đầu tiên hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ và người ngoài hành tinh về sinh học. Những phòng khác tồn tại ở Colorado, Nevada và Arizona. Đó là chưa kể nói đến các vị trí khác như Afghanistan và Nga. Nhưng Ducey là phòng lớn nhất. Từ lâu, các nhà lý luận thuyết âm mưu đã tin chắc chắn rằng những sự kiện lớn trên thế giới đều diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức bí mật quyền lực và giàu có này. Họ còn được biết đến với cái tên Illuminati. Marshall nói rằng, từ những năm 1940, kỹ thuật nhân bản người đã được sử dụng như một phương pháp hội họp bí mật của các thành viên Illuminati, bao gồm cả những người thuộc dòng dõi hoàng gia, các gia tộc giàu có, thành viên của các tổ chức có ảnh hưởng tài chính, ngân hàng, truyền thông, giải trí, cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị nhằm lên kế hoạch cho những sự kiện trong tương lai. Tuy nhiên, theo thời gian, họ cảm thấy quá nhàm chán. Họ bắt đầu nhân bản người khác và mang phiên bản đến trung tâm nhân bản. Những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, các nghệ sĩ, nhạc sĩ và những nhân vật thể thao nổi tiếng, thậm chí có cả trẻ em, tất cả bọn họ đều được nhân bản và giao nộp riêng cho Illuminati để thỏa mãn khoái lạc biến dị như tra tấn, giết chóc và những hành động kinh tởm khác. Marshall tuyên bố, anh đã tận mắt chứng kiến vô số tội ác của những thành viên Illuminati từ lúc anh chỉ mới 5 tuổi. Anh đã bị ép buộc tham gia nhiều dự án bí mật của chính phủ. Nhờ khả năng sáng tác và ca hát thiên tài, nên Marshall đã được giữ lại để kiếm tiền cho tổ chức. Mối liên hệ giữa những người nổi tiếng và nhân bản vô tính. Nhiều người chúng ta biết rằng Michael Jackson rất cuồng nhân bản vô tính. Ông đã chuẩn bị sẵn những mẫu DNA để nhân bản và theo một bài báo trên Telegraph, Michael Jackson thậm chí còn đến tham dự buổi họp báo về nhân bản của tổ chức Racism. Ông ta tỏ ra rất thích thú với diễn đàn con người được nhân bản. Ông tuyên bố với người bạn thân Yuri Geller rằng, tôi thật sự muốn nó lắm Yuri à, tôi không quan tâm là phải tốn bao nhiêu tiền. Một nhân vật khác là công chúa nhạc pop Britney Spears. Marshall nói rằng, Britney Spears tự nguyện gia nhập Illuminati để được nổi tiếng.
nhưng sau đó cũng muốn thoát ra vì đã quá mệt mỏi với những hành vi đồi bại của họ. Britney Spears quyết định làm một video để vạch trần điều đó trong bài hát Break the Ice, một video phiên bản hoạt hình. Trong đó mô tả Britney bước vào một trung tâm nhân bản và phá tan tất cả phiên bản của cô. Marshall khẳng định trung tâm nhân bản trong video giống hệt như những trung tâm ở ngoài đời. Họ chỉ cần 5 tháng để nhân bản một người hoàn toàn trưởng thành. Marshall tiết lộ chính anh đã sáng tác bài hát Break the Ice và hầu hết các bài hát khác của Britney Spears. Mọi người có biết không, bài hát Hit Me Baby One More Time là nói về việc chính Marshall bị đánh vì đã không sáng tác các bài hát mới. Anh tiết lộ bộ phim Avatar của James Cameron thực sự là dựa trên kỹ thuật thật ngoài đời. Anh còn nói hiện tại có một công ty có tên là 2045 Initiative đang chuyên tập trung vào kỹ thuật kéo dài sự sống cùng với các chuyên gia người Nga trong lĩnh vực thần kinh học, người máy học, cơ quan nhân tạo và hệ thống AI. Cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc. Marshall kể rằng khi mới 5 tuổi, họ đã bắt đầu tra tấn anh. Một khi phiên bản kia chết thì anh sẽ tỉnh dậy trong cơ thể thật của mình. Nhưng anh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung và đau đớn khủng khiếp. Sự việc này hầu như xảy ra mỗi đêm. Ký ức về những việc này bị khóa kín đến năm anh 30 tuổi. Anh cũng không biết vì lý do gì mà họ quyết định cho phép anh phục hồi ký ức. Lần đầu tiên họ không khóa ký ức mà mang anh đến thẳng trung tâm. Anh nghĩ mình bị bắt cóc và bị đưa tới một không gian khác. Anh nói, người trong cơ thể nhân bản giống y hệt như anh lúc tỉnh táo vậy. Anh nói, khi lớn lên, mình không bao giờ nhớ lại những ký ức ở trung tâm nhân bản và tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ. Sau đó, anh nhận ra tất cả là thật chứ không có giấc mơ nào cả. Và để ngăn chặn ý thức dịch chuyển, anh đã cài đặt đồng hồ báo thức, thậm chí dùng ma túy, uống rượu hay thuốc ngủ để ép buộc mình không phải tiến vào ác mộng. Tuy nhiên, không cái nào là có tác dụng cả. Có một điều kỳ lạ là khi anh uống rượu hay dùng ma túy thì cơ thể nhân bản của anh cũng bị ảnh hưởng theo. Người của Illuminati đã chế giễu và nói rằng anh sẽ không có cách nào để ngăn chặn việc chuyển đổi ý thức. Số báo vào tháng 10 năm 2014 trên tạp chí Newton công bố, một nghiên cứu được các nhà khoa học tại khoa tâm lý Đại học California thực hiện. Họ đã dùng kỹ thuật optogenetics, tạm dịch là quang di truyền, để xóa và phục hồi thành công những ký ức chấn thương của loài chuột. Theo nghiên cứu, các nhà thần kinh học tin rằng ký ức được lập trình bên trong vỏ não, nên dù cho có xóa nó đi nhưng vẫn có thể khôi phục lại thông qua hồi hải mã. Điều này chứng tỏ những điều mà Marshall nói về nhân bản và dịch chuyển ý thức là sự thật. Nhiều người trong cuộc tiết lộ rằng, trong khi khoa học đang mày mò, thử nghiệm tới lui, thì tổ chức Illuminati đã có khả năng này từ lâu. Họ có thể xóa hoặc phục hồi ký ức chỉ bằng một cái nhấn nút. Donald Marshall đã từng tiết lộ cái tên của hai vị lãnh đạo chính của trung tâm nhân bản. Chúng tôi không tiện nhắc đến ở đây. Và họ chính là hai trong số những nhà lãnh đạo quyền lực lâu năm nhất thế giới cùng toàn bộ gia tộc hoàng gia. Marshall cho biết ký ức của anh đã quay lại. Anh nhận ra rất nhiều thành viên trong gia đình anh cũng có cơ thể nhân bản ở các trung tâm. Nhưng khác với anh, tất cả họ đều không bị xóa ký ức khi tham gia các hoạt động ở đó. Họ chỉ đứng ở đó quan sát anh bị tra tấn mà không chút động tâm. Sau này anh mới phát hiện gia tộc của mình đã có quan hệ chặt chẽ với Illuminati từ những đời trước. Lúc 5 tuổi, anh nhớ mình được mang lên một sân khấu. Xung quanh là khán phòng đầy người với một cái hố cát ở giữa. Sau đó, anh bị làm nhục và tra tấn liên tục. Anh kể rằng, một trong hai người đứng đầu trung tâm đã hỏi anh có biết làm gì đó không, và anh đã bắt đầu hát. Họ thích thú nó đến nỗi đã ghi âm lại và tạo ra một bản hit đơn từ đó. Thế là Marshall đã rất sớm nổi tiếng là một cậu bé kỳ diệu có thể tạo ra 10 bài hát đơn hàng đầu trong chớp mắt. Đó là lý do Marshall không bị Illuminati giết hại, hoặc là tại sao mạng sống của anh ấy không bị đe dọa, bởi vì họ thật sự muốn dùng anh ấy để viết nhạc. Những nạn nhân trẻ đều bị khóa ký ức cho đến khi họ trưởng thành. Tuy nhiên, họ có thể lấy lại ký ức hay không là còn tùy thuộc vào quyết định của Illuminati. Nếu họ có giá trị cho tổ chức, thì Illuminati sẽ mở khóa ký ức cho họ, tạo cho họ một vỏ bọc để nắm giữ những vị trí quan trọng trong cơ quan lập pháp, chính quyền địa phương,
thân phận của họ đều được giữ kín đối với các đồng nghiệp và người khác trong cơ quan. Với những nạn nhân không có giá trị lợi dụng thì phần lớn sẽ bị đánh đập, tra tấn và bị giết. Marshall trở thành nhạc sĩ lúc chỉ mới 5 tuổi. Tài năng đặc biệt đó là cái mà Illuminati có thể lợi dụng để kiếm thật nhiều tiền cho họ. Và ân huệ duy nhất mà Illuminati dành cho Marshall chính là tạm thời giữ được mạng sống. Một bằng chứng rõ ràng nhất là ảnh bìa album 2001 của Megadeth với tiêu đề Thế giới cần một người hùng, với hình ảnh ca sĩ Dave Mustaine trên ảnh bìa. Marshall nói rằng người trên ảnh bìa đó chính là cơ thể nhân bản của anh sau khi đã bị đánh đập vì đã không sáng tác thêm nhạc cho họ. Nhìn kỹ thì quả thật khuôn mặt trên đó rất giống anh ấy. Anh nói máu chảy trên khuôn mặt của mình là thật, nhưng phần còn lại là tạo hình của máy tính. Đây là những gì chúng ta phát hiện, nhưng cũng không có cách nào để xác minh. Marshall khẳng định gần 50 bài hát hàng đầu mà mọi người nghe trên đài phát thanh của Mỹ đều là do anh sáng tác. Anh nói Illuminati đã đặt những con vi mạch bên trong cơ thể nhân bản. Chúng sẽ kết nối với một hệ thống âm thanh. Vì thế, tất cả những điều anh ấy cần làm là nghĩ về trống, âm thanh, đàn guitar và lời bài hát, v.v. Và nó sẽ thực sự phát ra âm thanh. Marshall thấy mình giống như một sinh vật lạ. Mọi người ở trung tâm nhân bản đều muốn gặp anh để buộc anh phải viết nhạc cho họ. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng anh đã viết nhạc cho nhiều ca sĩ, ban nhạc, nhóm nhạc cùng nhiều thể loại khác nhau. Tuy nhiên, dù có giúp họ kiếm ra hàng triệu đô la, nhưng Marshall vẫn không nhận được lợi ích gì mà còn bị tra tấn. Chính Marshall là người đã nghĩ ra cái tên cho ban nhạc Nirvana, thậm chí viết hầu hết các ca khúc trong album Nevermind của họ. Chính anh cũng là tác giả của bài hát Smell Lightning Spirit. Anh cho biết trong bài hát Drain You của ban nhạc này, tiếng hét vào đoạn thời gian 1 phút 46 giây không phải là của những con vịt cao su, mà là tiếng kêu của những con bò sát mới nở, được gọi là Viril. Và tiếng hét thất thanh khắp nơi ở đoạn 2 phút 30 giây là tiếng hét của những nạn nhân đang bị Viril giết hại. Một loài sinh vật kinh tởm. Marshall nói rằng có một loài bò sát đang âm thầm thống trị con người. Chúng đã ở đây hàng triệu năm sâu dưới lòng đất, và chúng thật sự là người kiểm soát Illuminati. Có một bí mật vô cùng quan trọng mà các thành viên của Illuminati đã giữ kín hơn 70 năm qua. Nó ảnh hưởng đến mạng sống của toàn bộ loài người trên mặt đất. Marshall tuyên bố nhiệm vụ trong đời này của anh là chia sẻ bí mật này để mọi người trên thế giới có thể biết sự thật và những kế hoạch của chúng trong tương lai. Theo nhiều tài liệu thì chúng lần đầu xuất hiện khi Hitler mới nổi dậy nắm quyền lực. Tư duy của ông ta rất phù hợp để chúng chiếm hữu, vì chúng biết ông ta sẽ gây ra tội ác cực đại. Tờ LA Times từng đăng một bài báo về loài bò sát này trên trang bìa vào ngày 29 tháng 1 năm 1934 với tiêu đề Liza People's Catacomb City Hunted, tạm dịch là tìm ra thành phố dưới lòng đất của người thằn lằn. G. Warren Schufelt, một kỹ sư mỏ đã phát hiện hệ thống đường hầm khổng lồ dưới lòng đất ở LA, và nó phù hợp với những ghi chép của người Hopi cổ đại. Những người Hopi nói rằng đó là những người anh em rắn của họ. Họ sống dưới lòng đất trong những thành phố khổng lồ. Schufelt thậm chí còn có một bản đồ của thành phố. Ông còn nhấn mạnh rằng nó trông y hệt như một con thằn lằn. Ông nói khi một thảm họa lớn xảy ra khoảng 5.000 năm trước, người thằn lằn đã đào hệ thống đường hầm đồ sộ này để trốn tránh thảm họa. Ông cũng nói họ có những tấm bảng vàng khắc đá ghi lại lịch sử của nhân loại. Để hiểu về bí mật này, chúng ta cần quay lại thời kỳ hậu chiến thế giới thứ nhất ở Đức năm 1932, khi Hitler lên nắm quyền Đức Quốc xã và thất bại trong việc lật đổ chính quyền liên bang. Ông ta bị bắt giữ. Trong khi chờ đợi xét xử, ông ta đã đọc tiểu thuyết của Bewer Lytton có tựa đề Viril, The Power of the Coming Race, tạm dịch Viril, Quyền lực của chủng tộc tương lai, nói về một chủng tộc thượng đẳng, những sinh vật được gọi với cái tên là Virilia. Họ tuyên bố họ là hậu duệ của những người Atlantis cổ đại, có quyền truy cập một sức mạnh đặc biệt
gọi là Viril, một nguồn năng lượng vô tận có thể cung cấp cho mọi loại nhu cầu của họ và có thể hoàn toàn kiểm soát bằng ý chí. Và Hitler tin rằng những gì viết trong tiểu thuyết là thật. Từ khi lên làm quốc trưởng Đức, ông ta đã phái người đi tìm và đào bới ở khắp các hang động ở châu Âu để tìm kiếm người Viril. Ông còn phái đoàn thám hiểm viễn chinh đến châu Á và đặc biệt là Tây Tạng. Chỉ khi các nhà thám hiểm tạo được mối quan hệ với các lạc ma Tây Tạng có ảnh hưởng, thì họ mới biết có một hệ thống đường hầm và hang động lớn bên dưới lòng đất ở khắp thế giới. Truyền thuyết kể rằng có những vị lạc ma canh giữ cánh cổng bí mật dẫn vào thế giới dưới lòng đất, với cái tên là Cửa Đỏ, được giấu bên trong cung điện Potala ở Lhasa. Khi liên minh Đức Quốc xã và lạc ma Tây Tạng hình thành, các lạc ma đã đồng ý kể cho họ rằng trong nhiều thế kỷ họ đã được giúp đỡ từ một chủng tộc người Thằng Lằn bản xứ sống sâu ở bên dưới lòng đất từ thời tiền sử, được biết đến với cái tên là Thằng Lằn Viril. Có vẻ như người Thằng Lằn này biết một căn cứ quân sự bị bỏ rơi từ thời đại Atlantis xa xưa. Ở đó đầy ắp các máy bay, vũ khí, kỹ thuật cổ đại được che giấu bên trong các đường hầm và hang đá ở Nam Cực. Người Thằng Lằn không sử dụng kỹ thuật, nhưng họ sẵn sàng giao dịch cho những thứ khác mà họ muốn. Người Thằng Lằn thích ăn thịt người sống, và thế là một thỏa thuận đã được đưa ra. Đức Quốc xã đã nhận được kỹ thuật của Atlantis cổ đại và bán đứng nhân loại. Nhưng theo Marshall, đây không phải là lần đầu người Thằng Lằn giao dịch với con người. Marshall khẳng định, trong hàng thế kỷ, những gia tộc hoàng gia, những người nắm quyền lực quốc gia và những lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới đã có một hiệp ước bí mật với loài Thằng Lằn xấu xa này. Những nhà lãnh đạo thế giới sẽ nhận những tài nguyên giá trị chôn sâu bên dưới lòng đất, như đá quý, vàng và những mỏ quặng khác. Đổi lại, họ sẽ che giấu đi sự tồn tại của Viril và cũng phải cung cấp một lượng người đều đặn để cho chúng ăn. Marshall nói rằng họ không chỉ đơn thuần là muốn che giấu sự thật về Viril, mà họ còn che giấu một bí mật lớn hơn, đó là sự tồn tại của một chủng tộc ký sinh. Viril có một khả năng sinh học dị thường là xâm nhập vào cơ thể người, khống chế bộ não và tiến nhập vào ký ức của nạn nhân. Chúng có thể xem xét, hành động vẻ ngoài giống như người mà chúng chiếm hữu theo mọi cách. Sau một thời gian tỉnh lại, nạn nhân có thể phục hồi lại các hoạt động bình thường, ngoại trừ bộ não hiện giờ đã bị sinh vật ký sinh Viril kiểm soát hoàn toàn. Nó giống hệt bộ phim viễn tưởng kinh điển năm 1956, The Invasion of the Body Snatchers, tạm dịch, cuộc xâm lăng của người nhân bản. Những cư dân ở một thị trấn nhỏ ở California đã bị thay thế từng người một bởi các phiên bản sao chép của chính họ. Marshall cảnh báo rằng chúng ta đã bị xâm chiếm rồi, vấn đề chỉ là chúng ta không hề hay biết. Marshall giải thích rằng Viril về bản chất là vật ký sinh. Và giống như tất cả các loài ký sinh khác, chúng sẽ có một quá trình xâm nhập, chế ngự và khống chế con mồi. Lúc đó, con mồi xem như đã chết. Anh nói thêm, dưới sự giúp sức của Illuminati, loài Viril này đã tham nhập và chiếm hữu thân xác của phần lớn những người nắm vị trí quyền lực hàng đầu trong xã hội và thế giới. Họ đã hoàn thành việc loại bỏ những người quan trọng và thay thế bằng Viril. Marshall nói rằng những người bị Viril làm chủ có mặt ở khắp nơi, ở mọi tầng lớp của chính phủ, ngân hàng, quân sự. Quá trình nạn nhân bị chiếm hữu diễn ra như thế nào? Marshall cho biết, người Thằng Lằn Viril có một cái vòi ở trên đỉnh đầu. Chúng dùng nó để phun ra một thứ dịch não tụy đậm đặc. Khi chất lỏng này tiến vào cơ thể người, nó sẽ thông qua mắt và từ đó lên não. Một loại hóa chất chuyển hóa ngay lập tức bắt đầu hành động. Nạn nhân cơ bản đã chết. Lúc đó cho phép Viril ký sinh lên người và hoàn toàn làm chủ chức năng của não bộ. Sau một thời gian, nạn nhân sẽ sống lại. Nhưng lúc này là Viril làm chủ thân thể. Nó phục hồi lại các hoạt động bình thường. Vẻ ngoài và hành động thì hoàn toàn giống với người đó lúc bình thường. Marshall cho biết, Illuminati đã dùng cách này để chiếm hữu nhiều người trên thế giới. Anh còn cho biết, những thành viên trong gia đình hoàng gia bên trong Illuminati đều trông đợi một trong những đứa con của họ sẽ được làm vật chủ cho Viril ký sinh. Illuminati sẽ định dùng khả năng ký sinh dị thường của Viril để thực hiện kế hoạch đen tối của họ trong tương lai.
Họ sẽ dùng chúng để loại bỏ những đối thủ ngáng đường cản lối và thay thế họ bằng một điệp viên của Illuminati. Marshall nhận ra rằng, Viril khao khát muốn trở thành con người. Chúng thán phục trí thông minh và sự hoàn hảo của cơ thể người. Chúng muốn bò lên khỏi mặt đất để tận hưởng ánh sáng và đi lại giữa loài người mà không bị ai phát hiện. Tuy nhiên, chúng không phải là người và không có cảm xúc như con người. Chúng vốn là một loài độc ác máu lạnh, thích thú nhìn người khác bị thương và đau đớn. Marshall tiết lộ rằng, Viril là kẻ chịu trách nhiệm cho nhiều vụ phạm tội và giết người vô nghĩa trong lịch sử. Chúng rất giỏi về khả năng bắt chước và thuyết phục người khác. Thông thường sẽ không có cách nào để phát hiện sự hiện diện của Viril ngoại trừ việc quét MRI bộ não. Theo Marshall, Viril đã chiếm hữu cơ thể người từ tiền sử, thậm chí ở thời cổ đại. Anh nói rằng chúng là một trong những nguyên nhân gây ra sự hủy diệt của nền văn minh Atlantis. Chúng làm chủ cơ thể của những người có quyền lực ở Atlantis, khiến họ hủy diệt nhau bằng vũ khí tối tân, và đó là nguyên nhân gây ra thảm họa sóng thần và động đất. Viril xâm nhập vào xã hội nhân loại, chúng nắm mục tiêu vào những cá nhân ở tầng lớp lãnh đạo, người trong hoàng tộc, những người đứng đầu tôn giáo. Một khi nắm được quyền lực, Viril sẽ âm mưu thuyết phục con người thờ cúng chúng, đôi khi với tư cách là những vị thần, đôi khi là những con quái vật, làm con người phải sợ hãi hoặc vâng lời mà không một chút nghi ngờ. Nếu trong tư cách là thần, thì chúng yêu cầu con người cúng tế cho chúng trong những buổi lễ cung kính của hoàng tộc. Trong những nghi lễ này, người bị chúng chiếm hữu sẽ có danh dự là người được chọn và trở thành thần. Nhưng mà, con người không hiểu bản chất sinh học có thể khống chế bộ não của nó, nên tưởng nó là người thần bí có ma thuật chuyển đổi nào đó. Với vai trò là quái vật, chúng gây ra nỗi sợ kinh hoàng cho con người. Những truyền thuyết cổ xưa cảnh báo con người không nên đi tới những hang động hay ngọn núi kinh dị nào đó. Tương truyền rằng, khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ ra ngoài bắt trộm trẻ em và thú nuôi. Khi Viril nhập vào cơ thể người đó, họ sẽ được xem là bị ma ám và cần phải trục xuất chúng. Trong những năm 1940, một hiệp ước bí mật giữa Viril và Đức Quốc xã đã được ký kết. Họ đã trở thành đồng minh của nhau. Điều kiện của Đức Quốc xã là yêu cầu người thằn lằn giúp đỡ chỉ đường tìm ra nguồn năng lượng vô song, bao gồm cả việc xây dựng các căn cứ quân sự sâu bên trong dưới lòng đất ở khắp nơi trên thế giới. Điều này cho phép người thằn lằn tương tác qua lại trực tiếp với con người. Marshall đề xuất, chúng ta hãy nhớ kế hoạch cuối cùng của người thằn lằn, nhìn vào những tàn tích còn sót lại trong nhiều thế kỷ. Anh tin rằng Viril sẽ tham nhập vô xã hội loài người và khống chế hành tinh của chúng ta. Vậy nên, chúng ta phải nhanh chóng lan tỏa tin tức này cho nhiều người biết, vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân bị chúng chiếm hữu. Trong phần kết của bộ phim, cuộc xâm lược của người nhân bản có cảnh báo chúng ta rằng chúng đã ở đây và bạn sẽ là nạn nhân kế tiếp. Họa sĩ nổi tiếng Dali cũng từng có một tấm hình chụp chung với loài sinh vật kỳ lạ được cho là Viril. Theo lời hứa trống rỗng của Viril với những người Illuminati, thì chúng chính là những người tên hoa được chọn và loài người chỉ là thú nuôi của chúng. Tất cả chúng ta đều biết loài bò sát rất ghét sự lương thiện và tử tế. Vì thế, nếu như chúng ta càng ngày càng lương thiện và tử tế, thì chúng sẽ khó mà thao túng được. Chúng đã gây xáo trộn quy luật vũ trụ, các ràng buộc nghiệp lực của nhân loại, và thậm chí chúng không nhận ra chúng cũng đang bị một thế lực cao hơn lợi dụng cho những hành động xấu xa. Tóm lại, vì sao các tuyên bố của Donald Marshall có cơ sở, dù rằng nó khá rắc rối? Bởi vì khi lần đầu đọc trang web của anh ấy, chúng tôi thấy những gì anh kể khá giống với hoạt động phạm tội ấu dâm diễn ra bí mật từ lâu trong Hollywood, và sau đó là nhân bản. Việc này được khá nhiều người nổi tiếng thừa nhận, thậm chí cách họ chết cũng khớp với những điều mà Marshall nói. Một số thứ đã trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Anh ấy hoặc là một gã điên thiên tài đã trải nghiệm qua những nghiên cứu này, hoặc là anh ta đang kể sự thật. Donald Marshall tuyên bố anh ta không phải xuất hiện chỉ để nổi tiếng, mà là muốn vạch trần tội ác của thế lực đen tối.